Hello, xin chào anh em. Bên hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh của xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em bên hàng của các bạn nhiều sức khỏe và có nhiều cao trong việc cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em vị trí của số khung, số máy của những cái dòng xe Mitsubishi Fuso Canter nha anh em. Cỡ 3,5 tấn, 2 tấn, 1,9 tấn, 1,7 tấn nha anh em. Mà khoảng đa cơ, máy cơ nha. Những cái dòng xe máy cơ từ 27 đô về nè. Giống như con này là Mitsubishi Canter, con này là 6,5, 3,2 tấn, cùng 4,3 cùng như vậy. Thì con này là máy cơ nè, giờ 2014, sớm đi em 2011 nha. Máy Mitsubishi. Đây, máy Mitsubishi này nè. Thì con này vị trí số máy của nó đó rất là dễ thấy luôn. Đó, để mình chiếu cho anh em thấy. Đây là cái nạp khí nè. Cái dòng này thì nó có turbo nha anh em. Nó có turbo tăng áp. Đây là cái lọc nè. Đó. Thì heo bơm cao áp. Bốn cái bét của nó này nè, bốn cái bét của nó. Anh em nhìn ở dưới nắp cắt te nha, dưới cụ đề á. Dưới cụ đề nắp cắt te. Đây là cái cụ đề này nè. Đây, đây là cái cụ đề này. Cái đèn mình đang chiếu vào cái cụ đề này. Đó. Dưới bên cụ đề nắp cắt te nó có một cái miếng hình chữ nhật. Đó. Đây mình chiếu đây nè, cái miếng này nè. Đó, cái miếng này nè. Như một cái dãy số nè. Đó. 4DB4N này nè. Đó là số máy nha. Nó cũng rất là dễ tìm thôi. Đó, đó là vị trí số máy. Còn vị trí số khung thì nó nằm ở phía bên phụ, mà ở ngay cái chỗ bánh xe, ngay cái cầu á nè, phía bên phụ nè, ngay cái cầu á nè, dưới trên bánh xe nè, ngay này nè. Đây, ở cái bánh xe nè, có một cái dãy số này nè, đó, có một cái dãy số 0061 nè, đó, nè phải không? Cái dãy số này nè, đó là số khung. Nó nằm ở ngay cái chỗ bên phụ mà ngay cái bánh xe phía sau á. Tiếp đến con này 2,5 nè. Con này 1,7 nè. Con này đường kính nè. Con này là 2011. Con này thì 2,5. Máy nó dưới khung nó cũng giống nhau thôi. Đó, dòng Mitsubishi á. Đây nó cũng nằm phía dưới nè. Dưới bơm cao áp nè, nó có một cái này nè, phải không? Đó, một cái miếng nè. Đó, đây nè, có một cái miếng hình chữ nhật nè. Đó, đó là số vị trí của số máy của nó nè. Có cái một cái dãy số hình chữ nhật rất là phẳng. Vị trí đưa tay vô cũng rất là dễ tra, nằm ở dưới bơm cao áp nè. Nói chung cái dòng Mitsubishi số khung với số máy nó giống nhau thôi. Đây là mình giới thiệu cái dòng ga cơ mà từ đời 2017 đổ về á. Thì nó giống nhau với tải trọng 3 tấn đổ về nè. Số khung nó cũng vậy thôi. Con này số khung nó cũng nằm ở ngay góc này ta. Ngay góc này, ngay cái vị trí này nè. Ở bên phụ. Rồi, ok anh em. Vừa hướng dẫn cho anh em cái vị trí của số khung, số máy cái dòng xe tải Mitsubishi Fuso Canter mà ra cơ 3,2 tấn, 1,7 tấn hoặc là 2,4 tấn nha. Đấy. Máy Mitsubishi Canter nha anh em. Mitsubishi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.